参加这次比赛的目标就是希望可以拿到这次比赛的冠军。就是这次比赛希望我们都可以发挥出很好的一个水平。We have a lot to show, and we will try our best to get a way, way better result than the last two years. 对, team mình trước mắt sẽ đặt mục tiêu là top 4 và sẽ cố gắng thêm trong cái giai đoạn sắp tới. We want to be one of the top 3. I know this is the first time we come to Crossfire Store. This is the first time as a team to become on the stage. But we're not coming here just to participate. We're coming here to become one of the best 3 teams among the world in Crossfire Stores. Mục tiêu của One Team trong giải đấu Crossfire Star 2021 là muốn cọ sát và cũng như là học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm đến từ các đội tuyển mạnh nhất trên toàn thế giới. Não só meu objetivo, mas como do meu time tudo é ser campeão. Estou muito determinado, muito focado, estamos bem preparados para esse campeonato e estamos muito contentes de jogar esse CFS e vamos ir com tudo. 参加这次2021年 CFS 的这个世界赛，我们的决心指定是为了冠军嘛。然后，之前几年一直是在一个四强的一个状态下，没有取得更好的成绩，希望今年能够，拿到冠军吧。 Estou muito confiante para esse campeonato. Meu time treinou muito. A gente se dedicou muito nessas últimas semanas no Brasil. E nós viemos focado no objetivo que é ser campeão.